Chào các anh chị lớp 12, thì cái niềm động lực và cái niềm vui của cô là nhìn thấy các bạn là ham học hỏi, và các bạn nhìn thấy các bạn là hãy phản hồi lại cho cô ơi cái chỗ này hay quá, hay cô ơi chỗ này chúng ta không biết, thì chúng ta lại tiếp tục có những cái video thật là hay để giúp các bạn là gì, học môn lý một cách dễ dàng hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về phương trình sóng cơ. Thì đơn giản thôi, các bạn sẽ thấy đây là nguồn sóng ô. Như vậy khi mà sóng truyền trên một cái phương, cô nhắc lại, trên cái phương truyền sóng này, chúng ta sẽ có một cái điểm M nó nằm ở đây. Thì M này nó sẽ chậm pha hơn, một cái độ lệch pha của M sẽ bằng là 2pi OM chia cho lambda. Và anh này sẽ trễ hơn ô, trễ hơn, truyền sau trễ hơn, nên các bạn sẽ trừ một độ lệch pha. Được chưa? Với cái bài toán này, để tìm biên độ A này, cô sẽ giải cho các bạn bằng hai cách. Một là các bạn sẽ giải bằng phương trình, hai là các bạn sẽ dùng vòng tròn lượng giác. Và nếu mà các bạn nhìn thấy cái vòng tròn lượng giác của bạn, của cô rất là hay và rất là nhanh chóng để tìm ra đáp án, thì cô hy vọng là các bạn hãy like mạnh cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phương trình này dựa vào cách 1, đó là giải bằng phương trình. Như vậy chúng ta có UM sẽ bằng là A cos. Chúng ta để nguyên đây các bạn. Chúng ta trừ cho 2pi OM chia cho lambda. Cái chỗ này là nó nói là một phần mấy bước sóng. Phải có một cái khoảng cách nữa. Từ để cô làm cái khoảng cách này chứ hình như là cô chép cái đề nó bị thiếu. Các bạn bổ sung cho cô một cái khoảng cách, đó là lambda chia 3. Một khoảng cách OM chúng ta là một phần ba lần. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ tìm cái biên độ A này bằng hai cách nha. Như vậy chúng ta sẽ tìm cái biên độ A bằng hai cách. Như vậy bây giờ cô sẽ tìm cái biên độ A này bằng hai cách. Ly độ tại M, cô thay vào đây, ly độ tại M là bằng 2, sẽ bằng là A cos của omega T của OT của cô chính là T chia cho 2 trừ cho 2pi. Chỗ này là OM sẽ là lambda trên 3 chia tiếp cho lambda. Cô làm thế nào để cô làm mất cái omega này đi? Và cô bên đây là cô đã thấy một cái sự mất ở đây rồi. Còn ở đây là cô omega, như vậy cô biến đổi tiếp là 2A cos của omega 2pi chia cho omega nhân với 2 trừ cho 2pi nhân với lại lambda chia 3 chia cho lambda. Lambda với lambda rút gọn, cho omega với omega rút gọn. Và các em sẽ thấy đây là một cái giá trị là 2 với 2 rút gọn, còn pi, pi trừ 2. À, thì lúc đó các bạn sẽ có nguyên cái đây là một cái giá trị rồi. Để A như vậy, từ đây các bạn sẽ bấm máy tính và giải A ra bằng 4. Và 4 ở đây là 4 cm. Các bạn nhìn vào phương trình các bạn thấy cái giá trị này của anh này. Được chưa? 4 cm. Đó là một cách chúng ta sẽ dựa vào phương trình. Như vậy khi các bạn qua bài này chúng ta cũng có thể viết được phương trình sóng cơ. Và cái chỗ này cô cũng có thể là giải bằng cái đường tròn lượng giác cực kỳ nhanh. Các bạn sẽ thấy như thế này. Đây chúng ta vẽ ra đây. Chúng ta thấy điểm O của chúng ta là nguồn sóng, như vậy nó đang pha dao động là bằng 0. Đây là điểm O, được chưa? Và các em sẽ thấy một vấn đề là gì? Sau một bắt đầu từ đây T bằng 0, tức là từ đây bằng 0, đến khi mà nó thể hiện được T chia 2, tức là điểm O nó sẽ nằm ở vị trí này. Tức là vị trí này là vị trí T đó các bạn. Chỗ này là T bằng 0, vị trí T, được chưa? Mà cái điểm OM này nè, cách nhau 1 phần 3 bước sóng, nhưng mà nó lại trễ hơn 1 phần 3 bước sóng các bạn nha. Tức là M đến rồi nó đi trễ hơn. Trễ hơn là chúng ta sẽ trừ ra. Như vậy đến đây là chúng ta trừ ra thôi. Đây là chúng ta hiểu đây là phép trừ nè. Trễ là chúng ta trừ, còn sớm là chúng ta cộng. Như vậy các bạn, một số bạn là cứ thấy là không biết là quay thuận vòng tròn hay ngược vòng tròn, nên các bạn không hiểu. Các bạn chỉ hiểu cái độ lệch pha là nó trễ hơn. Trễ hơn cho nên là cô phải trừ ra. Tức là từ đây là tới đây là cái khoảng cách, cái ô M này nó di chuyển rồi, ô này nó di chuyển rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ trừ ra thôi. Trừ ra vì nó trễ, trừ ra cho cô là lambda chia 3. Mà lambda chia 3 của cô là tương ứng 120 độ. Như vậy cô sẽ trừ ra 120 độ các bạn. Đây 30, cô trừ ra đây. Thì cô chiếu xuống đây. À, các bạn sẽ biết ngay giá trị đây là A chia gì? A chia 2. Và A chia 2 bằng 2 thì dẫn đến biên độ A của bạn sẽ là gì? 4. Được chưa? Như vậy thì với cái phương pháp này thì chúng ta sẽ giải rất nhanh so với vấn đề này. Và các cái video trước thì cô cũng đã luyện cho các bạn cái vòng tròn lượng giác nhiều rồi. Nên là cô hy vọng là các bạn sẽ làm được cái bài toán này theo giống như phương pháp này để cho chúng ta giải đề một cách nhanh hơn. Ok.